xin chào cả nhà mình nha. Chào tất cả quý vị và các bạn. Một buổi chiều ngày 18 tháng 9 của năm nay năm nhiêu rồi ta quý vị? Năm nay năm nhiêu ta? Năm nay như năm 2023 đó. Chứ không phải là năm ngày. Tôi nói vậy có ý gì bạn hiểu không? Thời nay các thời xưa, bây giờ là năm 2023, sự thay đổi về mặt công nghệ, về mọi thứ gần như chóng mặt. Và cuộc sống ở Việt Nam bây giờ nó cũng khác năm 83, năm 93 hay 2003, thậm chí là 2013 rất nhiều. Thời nay nó khác thời xưa. Cho nên á, em muốn nói điều này để cho bà con hiểu như thế này. Thứ nhất, tôi sẽ trả lời câu hỏi của quý vị. Quý vị nói rằng Hiếu này nó bị khùng rồi. Tự nhiên ở bên Mỹ sướng chết, không chịu. Lại đòi về Việt Nam chi? Trong khi biết bao nhiêu người họ rất là ham đi Mỹ, họ khoái đi Mỹ, họ thích đi Mỹ. Bằng chứng là cứ ra ngoài ngay chỗ đại sứ quán, ta đi Mỹ kìa. Chuyện nói chuyện của người ta, mắc mớ gì tới em. Ủa, trên đời này cũng có người thích ăn mì, nhưng cũng có người không thích ăn mì. Cũng có người thích điều này, cũng có người thích điều kia. Ủa, mắc mớ gì cái chuyện mà người ta thích đi Mỹ rồi bảo là tôi không thích đi Mỹ, không thích sống Mỹ là tôi bị khổ. Tôi cũng tìm hiểu về cái chuyện mà những người thật sự ham đi Mỹ thời nay nha, chứ không phải thời xưa. Thời xưa thì có thể nói rằng do cuộc sống nó khó khăn, do đủ thứ vấn đề, trong đó vấn đề chính trị, rồi cuộc sống, rồi vân vân đủ kiểu, cho nên là người ta đi Mỹ để người ta tìm một cái vùng đất hứa. Cái chuyện đó nó khác, bây giờ nó khác thời xưa nhiều lắm rồi. Vậy thì qua cái sự tìm hiểu của tôi thấy là những người bây giờ mà họ ham đi Mỹ, ham thật sự đó nha, những cái tư duy, những cái suy nghĩ, những cái thái độ sống của họ ở Việt Nam mà họ bất bình, bất mãn, bất như ý về đủ thứ cái trong cuộc sống. Và họ đang sống ở trong một cái cõi đó là một cái sự mơ mộng viển vông. Đến khi họ qua đây họ mới thất vọng tràn trề. Và khi tôi hỏi ra một người á, mà họ thích đi Mỹ cái gì đó, tôi bấm thử thần số học, tôi thấy đa phần là rơi vào con số 9, con số 3. Lạ lắm mấy người. Đối với họ có nhiều người á, tôi hỏi ủa, sống ở Việt Nam bây giờ sướng chết gì cũng có, không chịu. Mà giờ lúc nào cũng tơ tưởng tới cái chuyện đi Mỹ. Mở miệng ra, ra ngoài đường thì khói bụi, nguy hiểm, chạy xe thế này, thế kia, thế nọ. Cho nên là tôi muốn đến Mỹ đi chi để trong bên đó là chạy xe an toàn. Nữa. Thôi đi mấy bố, thôi đi mấy má. Đó là sự suy nghĩ của mọi người thôi. Qua đây đi rồi mọi người mới thấy. Muốn biết chạy xe bên Mỹ thế nào hả? Tôi chỉ cho mấy chỗ nào qua đi rồi biết thế nào là có an toàn hay không. Qua thử bên Texas coi nó chạy xe. Tôi ở tiểu bang Minnesota đó, tôi chạy xe thực trạng là cứng cựa lắm đó nha các bạn, tay lái lụa đó. Mà khi tôi qua Texas đó, tôi chạy xe tôi lại luôn đó. Qua đi rồi thấy sự an toàn của nó như thế nào. Giữa freeway chạy nha, thích quay đầu rồi quay cái rẹt à. Đó, thấy ghê chưa? Chứ đừng có tưởng đó là sự diễn dông thôi. Thứ hai là bắt đầu cái suy nghĩ bên Việt Nam này tôi ăn tôi bị trúng cái này, tôi bị trúng cái kia, thức ăn không đảm bảo này. Tôi nói ủa vậy chứ hàng ngày ăn gì có trúng không? Tôi thấy báo đăng cái này đăng kia, lâu lâu có người trúng độc này kia đó. Đó là lại suy nghĩ diễn dông nữa. Rồi cái đi làm giấy tờ hay đi ra đường đụng chuyện này chuyện kia cũng về bất bình, bất mãn, bất ý, là cho rằng ở xứ Mỹ hay là thứ trời Tây sẽ không có chuyện đó. Dạ không có đâu. Thế giới này là nhất chân, chỗ nào nó cũng có những cái bất bình, bất mãn, bất như ý của nó. Quan trọng là nằm ở chỗ không phải là tại hoàn cảnh mà tại mình. Cho nên tôi mới nói một câu đó, hãy coi là bản thân mình đi.
Sống như vậy thì dù cho anh qua tới Mỹ nữa, anh cũng sẽ bắt đầu bất bình, bất mãn, bất như ý về những chuyện khác nữa. Cho nên anh sẽ không bao giờ bình an cả. Đó là những người thứ nhất, đó là họ sống mà lúc nào cái đầu của họ vẫn cứ bất bình, bất mãn, bất như ý. Họ cứ tơ tưởng mà họ nghĩ rằng đến một xứ khác đó, là thức như vậy. Đó là điều thứ nhất nha. Tôi đang nói những người như vậy đi, là một phần nhỏ mà tôi gom hết cho bạn Thượng Tuyên. Nói tiếp nè. Những người thứ hai thích đi Mỹ ở chỗ là gì các bạn biết sao không? Đa phần là không có điều kiện để cho con cái đi du học, mà lại rất là mơ ước cho con cái được đổi đời, con cái được tốt hơn. Đó là tâm lý tốt của cha mẹ đó. Bây giờ á, nghĩ đến chuyện là người giàu họ mới đi du học được, trong khi mình muốn cho con du học mà có mơ cũng đến không được. Cho nên mình cũng đi Mỹ làm chi? Để có cái vé bển cho con mình được đi học ở Mỹ, để cho bắt xà lách, sướng với thiên hạ, hy sinh đời bố, củng cố đời con. Nhưng cuối cùng xin thưa các bạn, hy sinh đời bố là bố khổ cả đời. Và đến cuối đời hả, tưởng đâu con đối ngoài tới mình, nó qua đây đi rồi mới thấy. Đó là một sự sai lầm. Sai lầm nha. Đó là một sự sai lầm. Đôi khi đừng có nghĩ rằng là hy sinh cho nó, cho nó qua đây để sau này là nó tốt, rồi mình sẽ được hưởng lây, không có đâu. Coi chừng sau này là mất luôn cả con cái, đó là hối hận không kịp. Đấy. Cuộc đời tưởng về già rồi sẽ ngon lành cành đào ha, sau này là hẩm hiu đó. Cho nên đó, đừng có nghĩ như vậy. Rồi cái thứ, những người có tư duy mà đi Mỹ, ham đi Mỹ bây giờ nó là gì rồi mới sao? Lạ chỗ. Ai lo cho con mà cần báo đáp anh trai? À, cái chuyện đó là chúc mừng cho bạn Tư Võ. Bạn suy nghĩ, có nhiều người á suy nghĩ kiểu khác, cho nên họ chưa rơi vào cảnh bất bình, bất mãn, bất như ý đó. Rồi có những người á, họ vì những cái lý do riêng họ khoái đi Mỹ, bởi vì ở Việt Nam họ không được thoải mái để được nói, để được làm, để được thể hiện những cái chuyện mà họ thích được như thế. Tôi nói đơn giản vậy thôi nha. Nói đơn giản vậy thôi nha các bạn. Ví dụ như họ thích nói lung tung lăng tan, nói tá lả hết trơn. Họ thích nói thì kiểu của họ, ăn đằng xuôi, nói đằng ngược. Thích nói gì nói. Thích phê phán, ai phê phán. Và họ cho rằng qua bên Mỹ, qua nước ngoài, họ không nói thoải mái, không ai bắt bẻ được họ. Không có ai chế tài họ. Bằng chứng gì thấy có rất nhiều người ở Việt Nam á, bước vào Mỹ một cái là thay đổi 180 độ ha, từ cái ăn mặc cái này nói. Nhìn mấy ông luật sư thì ngam đi rồi biết liền. Dạ vậy đó. Còn có nhiều người vì hoàn cảnh họ thích đi Mỹ nè, thích đi nước ngoài nè. Đó là người mà giới tính thứ ba. Nói thật. Này phải kỳ thị, tại vì bên đây á, là có những cái, có những tiểu bang, có những nơi là cho thoải mái sống theo kiểu của họ, không có ai có ý kiến gì. Đặc biệt quan trọng là gì? Là họ được đăng ký kết hôn với người đồng giới với họ. Ở Việt Nam có luật này không? Hỏi thiệt các vị có luật này không? Việt Nam đâu có luật này đâu. Chưa cho đăng ký kết hôn người đồng giới không? Tôi đọc kỹ hết rồi, luật pháp Việt Nam đúng không các bạn? Chưa. Đúng không? Một người nữa, một cái dạng nữa rất là ham là gì? Thích vào Mỹ gì các bạn? Có nhiều người thích gì các bạn? Thích chơi cờ bạc sướng hơn. Tại vì sao? Giờ bên Việt Nam mình thấy dạo này gần đây là các bạn cái gì biết không? Đá gà bị bắt, tổ chức đánh mặt trượt bị bắt, đánh bài bị bắt, dân cái thứ. Đó. Ở Việt Nam có hả? Sao tôi thấy không có luật nào cho rằng là người đồng giới được kết hôn với nhau nha. Tôi coi kỹ, tôi hỏi kỹ nha các bạn nha. Ở Việt Nam không có người đồng giới được pháp cho đăng ký kết hôn nha. Bạn tự kết hôn với nhau được, chứ mà giấy tờ luật pháp thì chưa cho đó. Tôi hỏi kỹ rồi đó các luật sư á. À, đúng không? Ủa? Bạn nhường võ nói sao? Thế thì mày về Việt Nam sống đi phét à? À trời ơi, thôi thôi thôi, cái dạng này là không hiểu gì rồi. Thôi chia tay sớm đi, bớt đau khổ. Cho nên á, bây giờ á, thật sự mà nói,
Thì chúng ta sẽ thấy đúng rồi, mày tao lớp vui chia sẻ đó, những dạng như vậy thì những người mà thích cứ lên phê phán ai, cứ tối ngày nói mày với tao với ai thì cho họ đi qua Mỹ sống đi thôi, họ nói tại bên Mỹ chỉ du mi thôi, dịch ra thì mày với tao đó, thích là sống không cần phải gì hết á, thích thẳng nói gì nói, thích sướng cái mồm này cứ qua Mỹ là sướng nhất. Cho nên á, những ai mà về Việt Nam mà sống á, tôi chỉ có một cái lời khuyên đối với họ, nhất là mấy anh chị Việt kiều, nó nè, về Việt Nam nha, cẩn thận nha, không phải muốn nói gì nói, ông bà mình đã dạy một câu rồi á, uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Cho nên có nhiều bà bên đây á, chủ neo hay là những người kiểu mà quen cái kiểu mà sống coi như là thích nói gì nói, các bạn thích chửi ai chửi, thích coi như là nói trên đầu trên cổ ai nói kiểu mà coi như là thoải mái. Tôi nói một câu là, ê chị mà cái gì Việt Nam á, chị đừng nói cái kiểu này nha, với người Việt Nam nha, chị nói kiểu này thì em sợ rằng đó là bông gòn thuốc đỏ là chị mua coi như là mỗi ngày đó. Qua bên Mỹ á, thì cứ để những người vậy á, họ sẽ thấy được cuộc sống, quý vị. Họ sẽ bắt đầu từ từ họ thấm. Tôi thấy á, vui lắm. Ban đầu mới qua thì hào hứng phấn khởi, từ từ mặt bắt đầu cái xám lại, ngắn lại, bắt đầu cái từ màu hồng nó chuyển sang màu xanh xanh lè nào cũng hay luôn, từ người trẻ đến người già. Rồi cuối cùng á, vẫn không nhìn ra sự thật, và cuối cùng vẫn cứ sống ở một cái thế giới gọi là ảo tưởng. Đó. Đấy. Đúng là mọi người may đúng á, chê cho lắm vô, mỗi lần về Việt Nam ăn lấy ăn để, ăn mà coi như ăn như chết rồi á, cho nên cuối cùng là bị chứng thực tá lả cho người đổ thừa là thức ăn Việt Nam bị này kia. Tại vì sao? Ăn không chọn lọc, ăn thừa mỡ, ăn không có biết coi như cần chô, khổ vậy. Cho nên thời nay mà ai mà thèm đi Mỹ, khoái đi Mỹ, bất chấp đi Mỹ, tôi chỉ nói một câu, nói rồi thôi, chúc mừng vậy thôi, chúc mừng, cái tôi cười chúc mừng. Chúc mừng và tôi sẽ âm thầm tôi theo dõi coi coi như thế nào vậy thôi, nói gì giờ các bạn, tại vì có nói nhiều nữa họ cũng đâu có tin, để cho họ trải nghiệm đi, mình nói cho nên cuối cùng bị chửi thôi. Cho nên giờ thì mình cứ sống vui vẻ theo kiểu của mình. Cho nên quý vị thấy những người mà càng mà đi lên chửi người ta, mà nhất là chửi những người nha, mà đâu có dám về Việt Nam đâu. Những người mà về Việt Nam họ đâu có chửi, không về mà mới chửi đó, tại vì đúng cái kiểu tôi nói đó, thấy người ta về cho nên là mình không được nên là mới chửi vậy thôi. Không phải quý vị ơi, cái gì cũng vậy hết trơn á, ăn uống á là mình phải biết chọn lọc, ở đâu cũng vậy hết trơn, đừng có nói ở Mỹ ăn mà không bị trúng vẫn bị chứ, phải không? Nếu mà anh ăn uống mà không có đúng, bây giờ nó không hiện ra, từ từ nó hiện ra đó. Chẳng hạn như giờ qua Mỹ đi, ăn thử đồ đông lạnh mà nấu nồi phở ăn cả 10 ngày đi, rồi sẽ biết thế nào là lễ độ, có gì đâu. Nó thiệt, cái thời gian đầu qua Mỹ định cư á, ăn uống mà tôi bị tào tháo ngược liên tục, có gì vậy, rồi nói ai, sau này tự mình biết mà phải điều chỉnh lại cho nó phù hợp đó. Nên người ta nói nước Mỹ là nước gọi là thiên đường hả, nơi thiên đường đó. Tôi nói không, Mỹ là một cái xứ sở gọi là xứ hoa lệ, nghe câu đã không, Mỹ là xứ hoa lệ, hoa của ai mà lệ của ai, chắc chắn nước Mỹ là nước cờ hoa đó, nhưng mà lệ của ai và hoa của ai thì tự mỗi người sẽ trải nghiệm. Chứ tôi chỉ nói câu Mỹ như thế nào đó, Mỹ là đất nước hoa lệ, có người cho rằng nó là hoa nhưng có người thấy nó là lệ, đó là chuyện của mỗi người thôi. Ồ, có ông luật sư vlog ở đây, sẵn hỏi ông một câu. Nghe thiên hạ đồn nói rằng ông luật sư vlog sẽ tham gia phiên tòa ngày 21 tháng 9 bảo vệ cho quyền lợi của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, đó là bên phía Đại Nam và ông Dũng, hoặc là luật sư Kim, đúng không? Luật sư đó, nghe hàng đệ tử của ông nó đồn vậy đúng không? Bật mí cho anh em nghe chút coi. Hôm nay cũng lạ lắm rồi nha, ổng lên kênh của tôi
Đó, những người ham đi Mỹ bằng chứng đâu xa xôi đó, những ông luật sư của Thiền Am. Còn luật sư Vlog này không biết ông có ham đi Mỹ hay không, tôi không biết, nhưng mà tôi thấy ổng nên đi một chuyến đi Mỹ, đó là Mỹ Tho. Tại từ Long An xuống Mỹ Tho cũng gần lắm. Hả? Đi Mỹ đẹp trai như anh luật sư Vlog lấy vợ Mỹ. Thôi mấy ông ơi, mấy ông Việt Nam mà lấy vợ Mỹ à, đừng có ham, lấy vợ Mỹ đi rồi biết thế nào là cái cảnh. Hả, thật sự đó phải lấy vợ Mỹ không? Ông nói tôi phải lấy Mỹ Tho à, chứ không phải lấy Mỹ đâu. Chào chú, gia đình cháu được bảo lãnh cả gia đình đi. Cả gia đình đã đi về Việt Nam luôn rồi, cháu lấy được quốc tịch, đã về Việt Nam là làm với nhà cháu luôn rồi, vậy hả? Tôi thích làm giáo chủ Thiền Am. À, ông này ghê lắm nha, ông này em cứ cà khịa nha. Sao con cha câu hỏi chính nãy giờ hỏi ông á, ông có làm luật sư trong vụ chị Hằng không? Ông giấu hoài, giấu kỹ quá. Ông luật sư Vlog á, ổng mà làm luật sư trong vụ Thiền Am á, bảo vệ cho bên phía ông Dũng hay là ông Kim á, đó là một dấu hiệu. Phải nói là rất là tuyệt vời. Tuyệt vời lắm. Thì nếu đúng như vậy thì sau này tôi phân tích quý vị nha, phân tích cho quý vị coi, tuyệt vời lắm á. Bởi vì trước đây mình nghe nói báo chí nó cứ réo tên, nó nói rằng là bà Lóc đó là một trong những kênh như thế này thế kia thế nọ của bà Hằng. À, thì nếu mà ổng mà có tham gia thì ổng sẽ có đính chính cho người đấy. Không phải nha, không phải kênh của bà Hằng nha đó. Cho tôi hỏi một câu, nếu anh không sống và làm việc ở Mỹ thì anh có tiền về Việt Nam để sống không? Tầm bậy, trả lời câu nào đó là những cái tiền á, sống bên Mỹ bao nhiêu năm á, đóng thuế hết cha rồi, trả nó hết bả tiền rồi, không có còn dư nhiêu. Nếu mà ngày trước tôi không bán nhà ở Việt Nam đi Mỹ á, thì giờ này á, tôi có tài sản gấp 5 lần bây giờ. Vì đi Mỹ cho nên tôi mất đi số tài sản rất lớn, tôi làm đây 10 năm không đủ mua được một cái sân, cái nhà cũ của tôi nữa, nói cho biết trước như vậy. Chứ đừng nói là đi Mỹ Việt Nam, những cái tiền tôi có bây giờ không phải là do đi Mỹ mà có đâu nha. Chứ không phải ai cũng như bạn nghĩ đâu. Hãy coi xuất phát điểm của từng người khác nhau. Những người không có đồng xu nào ở Việt Nam qua Mỹ thì nói câu đó. Còn khi mà tôi đi Mỹ là tôi đã có tiền từ Việt Nam đem qua Mỹ. Đem qua Mỹ á, cài sắp mặt bao nhiêu tiền bán nhà xong rồi giờ cuối cùng làm sắp mặt đem tiền nó về Việt Nam mua không được cái sân nhà cũ nữa. Được chưa, nói vậy hiểu không? Chứ đừng có giỡn, có nhiều người á hồi xưa bán nhà ở Việt Nam bây giờ về nhìn lại chi tiết thôi, làm 10 đời mua lại không được căn nhà cũ của Việt Nam, nói cho quý vị biết, chứ đừng có giỡn. Rồi thôi thì hôm nay chia sẻ mỏng nhẹ thôi, anh được sư lớp ảnh không bật mí thì chúng ta gắng chờ tới ngày 21 tháng 9, còn có 4 ngày nữa chúng ta sẽ biết được thế nào là chân nhân bất lộ tướng, để coi cái ổng có mặt ở tòa không, biết liền thôi đúng không các bạn. Và quan trọng là ổng có mặt tại tòa mà ổng phải vô được trong tòa. Bữa đó thế nào cũng có anh em quay phim với cảnh ông sư lớp đi vô tòa thôi, chứ mà ổng trước mặt ổng đứng trước tòa ông nói này nó nọ, ông bảo là tôi là luật sư của tòa thì ở trong vụ án này em thì chắc chắn là không đúng, sẽ có nhiều luật sư tự nhận điều đó, nhưng mà ông luật sư Vlog là ổng sẽ làm điều đó cho bạn coi nè. Rồi thôi thì tôi xin phép được dừng ở đây, cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. À, tôi rất là thích cái kiểu sống của bạn Quy Nguyễn. À, nếu bạn nói sai thì bạn xin lỗi, rất là đúng. À, vậy là đó là người văn minh là vậy đó, nói không đúng thì mình xin lỗi thôi, vậy là tuyệt vời đó. Sao thì xin lỗi cho là chưa bao giờ lên tiếng à? À thì chờ thôi, có gì đâu. Dạ rồi thôi, em xin chào, chúc các bạn ngày bình yên tốt lành, bye bye quý vị.